Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Tinh Hoa Võ Thuật. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn bắt đầu một cái bài gọi là bài thể lực. Tại vì thường ngày mình cũng đã làm bài thể lực cho các bạn, nhưng mà mình thấy là hình như bạn vẫn hơi khó hiểu trong cái bài thể lực, đúng không? Cho nên hôm nay mình sẽ làm cho các bạn một cái series thể lực đánh số theo thứ tự. Các bạn nhớ nhé, hãy theo dõi theo cái thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mãi mãi về sau mình sẽ cố gắng. Bạn nào muốn khỏe, bạn muốn tăng thể lực lên thì bạn hãy vô cái series tập thể lực. Bạn hãy tập thể lực mỗi ngày. Và mỗi ngày mình sẽ chia ra khoảng 7 động tác. Và một lưu ý là bạn có thể tập hết 7 động tác, bạn có thể tập đi lặp lại tập khoảng 2-3 lần nha. Bạn tập từ động tác số 1, động tác số 7, rồi bạn lại tập lại từ số 1 đến số 7 khoảng 3 lần là ok nha. Good ấy. Nói chung là bạn rất là khỏe ha. Và mỗi ngày bạn nên tập thể lực kết hợp với kỹ thuật võ thuật thì bạn sẽ lên một cái level gọi là thượng thừa không lâu đâu ha. Rồi mà các bạn đón chúng ta cùng tập luyện với mình trong cái bài thể lực hôm nay. Chúng ta hôm nay mình sẽ có 7 động tác thể lực. Rồi động tác đầu tiên, đọc động tác luôn nha. Để đọc động tác đi. Động tác số 1 là cái gì? 1. Leo núi 30 giây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ động tác leo núi 30 giây. Leo núi là như thế nào? Không phải trèo núi đâu, không phải trèo cây nhé. Rồi leo núi là chúng ta chống tay xuống. Chúng ta sẽ tập 30 giây nhé. Rồi khi này thầy chống vô vị trí thì bắt đầu tay hô. Bắt đầu thì nhá, cứ hô bắt đầu đi, hô bắt đầu. Chứ thầy chống xuống đâu có thấy gì đâu. Các bạn như canh giờ mình sẽ để giờ các bạn tập theo nha. Động tác leo núi như thế này. Rồi Bắt đầu 30 giây. Các bạn tập luôn nha, tập đều luôn. Rất là tốt nha. 30 giây. Lâu thế. 30 phía trước này. Thôi. Đó. Hết 30 giây, rồi nghỉ. Nghỉ một lúc. Bạn nghỉ khoảng 15 giây. Thôi nghỉ 20 giây đi. Rồi. 2 squat 16 lần. Rồi, động tác số 2, mình cứ nghỉ khoảng 20 giây đi cho nó thoải mái nhá. Động tác squat các bạn chú ý này, squat ha. Rồi các bạn chân rộng bằng vai. Đấy là động tác leo núi sẽ hỗ trợ tập cho cơ bụng và cơ tay. Tay các bạn phải chống khỏe nhá. Bắt đầu. Rồi squat. Rồi chân hơi mở ra xíu. Vừa chân rộng bằng vai. Rồi, bắt đầu squat. Rồi xuống này. 1. Lên 16 lần. Các bạn là chú ý này, động tác này không canh giờ mà mình làm lần. Các bạn chú ý nhá. Đứng này. Chùn xuống đưa cái mông đít ra. Đít ra đưa lại sau ha. Rồi. Lên này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6. Đó là 16 lần. Đó, thì sẽ giúp cho cơ đùi của bạn ha. Rồi, động tác tiếp theo là cái gì? Chạy cao đùi 30 giây. Rồi, chạy cao đùi, các bạn vô bài chạy cao đùi luôn nha. Chạy cao đùi. Mỗi động tác nó sẽ hỗ trợ cho một cái bộ phận trên cơ thể bạn. Các bạn nhớ, động tác leo núi là giúp cho cơ tay, cơ vai và bụng ha. Động tác số 2 là động tác squat giúp cho cơ đùi ở phía sau này, cơ đùi ha. Rồi động tác số 3 là chúng ta chạy cao đùi đúng không? 30 giây chuẩn bị. Bắt đầu. Cao đùi. Đều lên. Tiếp tục. Mình quay nhiều hướng để các bạn nhìn nhá. Kéo đùi lên. Đánh tay. Cố lên. Hít thật sâu. Khỏe lắm đấy. Rồi. Thế 30 giây. Nát thở. 4 hít đất 15 cái. Ồ, rồi các bạn vô chuẩn bị hít đất này. Bây giờ mình hít đất 15 cái nha. Đuối. Rồi, hít đất thì chạy cao đùi thì giúp cho cái gì? Giúp cho chân của bạn ha. Đơn giản mình mỗi lần tập cái gì mình sẽ nói về cái chỗ đó một xíu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ quay hít đất 15 lần. Hít đất thì vô tay, ngực ha, vai. Rồi, hít đất các bạn chú ý này. 15 lần này. Thẳng được chưa? Thẳng, bắt đầu. Xong. Hít đất xong. Cái gì nữa? 5. Cuộn bụng co gối. Cuộn bụng. Rồi ok. Chuẩn bị các bạn. Tới cái hít đất thôi à.
là thấy người bắt đầu nó nóng ra lên rồi. Rồi các bạn chuẩn bị quay động tác tiếp theo. Nó số mấy rồi ta? Giờ là... bây giờ là chuẩn bị làm số 5 rồi. Giờ số 5 đúng không? Dạ. Ok. Cuộn bụng là như thế này các bạn chú ý này. Các bạn nhìn nhá. Các bạn nằm xuống. Nhìn nhá, cắn máy nhá. Rồi các bạn nằm xuống này, chú ý. Rồi. Rồi co chân lên. Được chưa? Rồi. Bao nhiêu lần? 16 rồi. Rồi 16 lần các bạn chú ý này. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 đó, được chưa? Đó là động tác chúng ta co chân, chúng ta cuộn bụng. Cái động tác này có ý nghĩa gì? Động tác này giúp cho cơ bụng là thứ nhất ha. Khi mà các bạn co chân ấy, rồi các bạn gấp lên, nó sẽ cuốn cái cơ bụng nó cuốn úp lại ha. Rồi mình hay gọi là cuộn bụng ha. Rồi tiếp theo 6 plank 30 giây. Nhanh vậy, 6 rồi 7 hết động tác rồi. Lan hả? Lan mới là mệt này. Bao nhiêu? 30 hả? Căn nhờ lại đi, căn nhờ lại đi. Căn 30 giây nhá. Bạn chú ý. Lan hả? Rồi. Lan á, các bạn chống này, các bạn chú ý này. Chống tay. Quan trọng động tác lan là gì? Đó là các bạn giữ yên. Giữ yên tư thế. Rất mỏi ha. Rồi. Bắt đầu đi. Ủa căn giờ chưa? Rồi thầy. Chị đẻo không bấm giờ. Không bấm giờ tí bắt lại. Ông lột da sống này. Cố gắng các bạn giữ yên tư thế nhá. Cái bụng các bạn siết lại xíu à. Rồi. Rất là mỏi. Nếu mà các bạn muốn mỏi các bạn lùi người xuống. Cái tay các bạn đưa lên. Thế lùi xuống này sau. Vậy là cực mỏi à. Vậy là cực mỏi. Siết bụng lại. Thôi. Ủa nhanh vậy. Đang nói chưa xong mà. Rồi. Đó là một tép plank. Một tép số 6 đúng không? Rồi số 7. Số 7 là cong lưng 30 giây. Cong lưng là sao ta? À uốn người đúng không? Ok. Các bạn á, đó, làm tốt á, chẳng hạn á. Nãy giờ á, bạn làm bao nhiêu rồi? 6 động tác. Cái động tác uốn lưng là động tác cuối cùng. Sau đó nếu mà các bạn giống lúc đầu mình nói, nếu các bạn muốn tập thêm cường độ cao, đây mình hướng dẫn động tác thôi ha. Thì các bạn hãy làm lại từ đầu. Làm từ số 1 đến số 7. Làm 3 lần là 21 động tác đúng không? Là các bạn xong buổi tập thể lực ha. Còn bây giờ mình làm mẫu cho nên thời gian có hạn. Mình sẽ làm mẫu thôi, một lần nha. Động tác cuối cùng là động tác uốn lưng, uốn lưng để tập cho cơ bụng. Rồi. Chúng ta sẽ ngả lưng như thế này. Mẹ úp chân xuống này. Rồi, bao nhiêu giây? 30 thôi. Ok. Rồi. Cong này, cong lên. Cong lên. Rồi, bắt đầu để yên. Đếm chưa đây? Đang đếm thầy ơi. Mấy ngày hay chôn người lắm. Rồi các bạn cong hết cỡ nha. Cao cỡ. Tập cái xương sống. Giống yoga không? Rồi, để lâu lên, ướt cái cong lên. Cong lên. Thôi. Nhanh á. Rồi, 30 giây ấy, thực ra nó nhanh lắm. Bạn làm chút á, là nó hết 30 giây. Nhưng mà đây là mình làm một lần, nhà mình nói rồi. Giờ các bạn có thể lặp lại, động tác số 1 là gì nhỉ? Động tác số 1 là leo núi này. Đó, bây giờ ví dụ các bạn đọc lại từ số 1 đến số 7 nhá. Giờ mình làm lại thật nhanh từ số 1 đến số 7 để các bạn hình dung lại xíu, mình không làm giờ thời gian dài như thế nữa. Mình làm ôn bài lại cho các bạn ha. Rồi đọc số 1. 1 leo núi. Bây giờ mỗi động tác mình làm khoảng 10 giây hoặc là 10 lần. Ok chưa? 10 giây hoặc 10 lần nhé. Rồi. Đọc đi. 1 leo núi. Rồi leo núi này, 10 lần này. Ôn lại này, leo núi. 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 squat 16. Rồi, squat hả? Ngồi 16 này, squat này. Anh chú ý rộng bằng 3. Rồi. 1 2 10 lần thôi. 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok. 3 chạy cao đùi. Rồi, chạy đùi 10 lần. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 4 hít đất. 10 lần luôn. Hít đất 10 lần. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yeah. 5 cuộn bụng co gối. Rồi, trời tới luôn. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 okay. 6 plank. Plank. Giữ. Đếm 10 giây đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lên. Chơi tiếp. 7 cong lưng. Rồi, cong lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Xong. Đó, mình để mình làm nhanh lại ôn bài lại cho các bạn ha, từ đầu đến số 7. Đó là xong clip bài thể lực hôm nay. Các bạn có thể tập theo như thế 3 lần cũng được, mà mỗi lần các bạn nhớ canh đúng thời gian 30 giây và 16 lần hoặc 15 lần nhé. Clip này mình sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp các bạn ở clip thể lực tiếp theo. It ain't my fault.